Tiếp nối chương trình sẽ là một thông tin hữu ích dành cho những ai đang và sẽ sở hữu một chiếc xe cưng mang thương hiệu Kia, Mazda hay Peugeot trong tương lai. Vừa qua, ekip Trong Thế Giới Xe đã có buổi tham quan showroom của các hãng này tại thành phố Hồ Chí Minh để hiểu rõ hơn về những mẫu xe của họ đang được Thaco phân phối tại Việt Nam. Sau đây, mời quý vị cùng đến với những ghi nhận chi tiết. Showroom Kia Bình Tân là một trong những showroom được ra đời đầu tiên trong chuỗi hệ thống showroom của Thaco và là showroom Kia chuyên biệt lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng theo chuẩn Kia toàn cầu. Xưởng dịch vụ với tổng diện tích khá lớn, rộng rãi bao gồm dịch vụ sửa chữa và bảo trì, trang thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ điện tử tiên tiến nhất hiện nay, cùng đội ngũ kỹ thuật viên ưu tú, lành nghề và nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo thường xuyên, chuyên nghiệp trong nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ thuật, cập nhật những kiến thức mới nhất. Với phong cách thiết kế mới, hiện đại, tiện nghi, rộng rãi, sự tư vấn chuyên nghiệp tận tình của đội ngũ nhân viên giúp khách hàng sẽ lựa chọn cho mình những chiếc xe phù hợp và ưng ý nhất. Showroom Mazda Bình Tân với diện tích lớn hơn 4.000 m², bao gồm khu trưng bày xe, xưởng dịch vụ và kho cung cấp phụ tùng chính hãng của Mazda. Với không gian showroom rộng rãi, thoáng đãng, trưng bày đầy đủ các dòng xe thương hiệu Nhật Bản như mẫu xe cỡ nhỏ Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6, CX-5 và Mazda BT-50. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tận tình, am hiểu sản phẩm, các chuyên viên kỹ thuật của showroom luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về tư vấn, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng xe của khách hàng. Xưởng dịch vụ được đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại bao gồm khu vực sửa chữa thân vỏ, máy chẩn đoán, máy kiểm tra bình điện, phòng sơn nhanh, phòng sơn sấy, hệ thống pha sơn vi tính, khu đồng sơn xe mới và kho phụ tùng chính hãng. Showroom Peugeot Bình Tân được xây dựng theo thiết kế Blue Box nổi bật đạt chuẩn 3S toàn cầu bao gồm showroom trưng bày, xưởng dịch vụ và cửa hàng phụ tùng chính hãng. Xưởng dịch vụ sửa chữa được đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại bao gồm khu vực sửa chữa thân vỏ, máy chẩn đoán, phòng sơn nhanh, phòng sơn sấy, hệ thống pha sơn vi tính, khu đồng sơn xe mới và kho phụ tùng chính hãng. Khu vực trưng bày của showroom có diện tích gần 800 m², trưng bày các mẫu xe Peugeot 3008, 3008 All New, 5008 đều là những dòng sản phẩm cao cấp của thương hiệu Peugeot đến từ châu Âu. Đội ngũ nhân viên của showroom Peugeot Bình Tân được đào tạo bài bản, có phong cách phục vụ chuyên nghiệp, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về tư vấn sản phẩm, bảo hành và bảo dưỡng xe theo các tiêu chuẩn châu Âu.